kênh Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử tại Long Thượng trình bày 20 câu sàng xe nhịp 8, chiến thắng Điện Biên của tác giả Xuân Đào. Dưới nắng hồng trong lòng thành phố Bắc, rực rỡ cờ hoa đón ngày hội tân. Niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên vẻ vang lịch sử, dân tộc Việt Nam đã làm giặc qua vinh hoàng áo dài, vì thắng trận này ta mới phá tan được kế hoạch phẩm lăng. Với đoàn quân thiện chiến chúng lượt tận gồm tam phần cứ điểm kẻ thành ba phân khu, trung tâm mượn thanh quy động hai phần trận để pháo sân bay, phân khu bắt chiếm dụng đồi độc lập và bán kem cứ điểm hiểm lam, hồng cung sân bay vị trí thứ ba không kém phần quan trọng, áp sát trận tiền lực lượng tinh nhuệ bốn phía phủ dây, tung thả những trận gạo nổi dạng cân, trên dưới chung lòng tất cả gì Điện Biên hậu phương tiếp tượng ra tiền tuyến, phải thắng rào rình tấm còn chia nhau tình đồng chí, tiếc thường bế dằn đàn hy sinh thân mình vì nỗi đổi người, thanh phan đình giót vĩnh viễn những anh hùng mà ta nằm lại đi. Xóa
đêm đến rồi, một tiếng nổ lòng trời như sấm dậy bên tai. Sẽ toàn hồn rồi, khi màn đêm bao trùm cứ đêm. Quyết chiến đấu kỳ cùng, bộ đội cụ Hồ tranh từng cướp đất quê hương. Đồng toàn cầu sau 55 ngày ta phá tan được kế hoạch tâm năng. Ta quyết thắng vất với bài trên nóc hầm của tên thiếu tướng trầm lặng. Trong đồi nghe tiếng reo hò trên các mái bài rơ, đừng lấy chiến công nhờ các anh pháo thủ nhiều kỳ. Những liệt sĩ hùng anh đã hy sinh Tài tử Thúy Ngọc hát theo điệu Ngũ Châu Minh Phổ, Thú Cầm Ca, soạn lời Trần Ngọc Thạch. Lăng tài nghe thank you.
Sau đây là bài ca Vì Nghĩa Lớn theo thể điệu Vạn Giá sáng tác Xuân Đào do tác giả trình bày. Mấy ngày qua rồi lo xa, kẻ buồn tiếng thở dài, thái sư ép vua phải chịu hoàng. Đất như sụp đổ dưới chân nàng, bỏ ngôi cũ ngủ chi tôn, núi yên tử chẳng mang lời danh, mặc cho ngày tháng trôi nhanh, mong sám hối mối tình tội lỗi. Trần thủ đô quyền binh trong tay, triều thần ai cũng kiên đoan, âm mưu nhổ cỏ tận gốc, sáng lập nhà Trần xoán ngôi họ Lý. Trong khi thank you.
Chương trình được liên tục với tiếng hát của tài tử Kiều Mai qua 8 câu giang nam của tác giả Minh Ngọc từ Đảo Xa Nhớ Mẹ. Con chẳng nhớ đến mẹ thân thank you.
Tiếp theo chương trình là tiếng hát của tài tử Minh Hiển qua lớp 2 và 3 của thể điệu Xuân Tình, Việt Nam Thắng Cảnh. Đến quê đô ngắm dòng sông Hương và núi người cầu trường tiền dài 12 dịp hoàng hôn nhuộm màu sớm thôn dĩ già bánh ngự mơ màng dưới ánh trăng thu văng vẳng xa đưa tiếng chuông chùa Thiên Mụ con đò ai lướt trên dòng sông bạc buông dòng họ mái đầy ngạnh vào quán trà du hoàng sơn thăm chùa non nước là một dân nam phải biển lý khề gió trùng quán ngãi với dòng sông Trà Thiên âm điện bà cô lý cô thùng đến hòn dòng hòn tiếng nhà trang trời mát dịu hiền cát trắng biển xanh dọc theo đường khoáng răng ngọn thấp chằm sừng sững với thời gian đó là bàn xưa phán phất hương sầu cháy bồng nga đà lạt hương mờ đồi núi chập trùng lắng thông treo dòng suối mơ như phong lan tươi đẹp nơi hẹn họ gái lịch trai thanh đường dốc quanh quanh đường lên phố thì khói làm bay chập trùng trên lưng đồi sơn nữ mang vừa về bán thường tây nguyên những đồi hoa xin nở tím gian rừng bên mái nhà sàn vang lên khúc nhạc đàn tinh về phương nam cuối dãy Trường Sơn chuyện đồng bằng miền đông có Long Hải Vũng Tàu gió sao rơi tối mát bờ tiếng rồng sông nhấp nhô những chiếc thuyền của ngư ông chẳng hề dương gió bay phất ra hòa như điệu nhạc như dẫn như khách trình trận phiêu bạc lần cái ngọt phú Long Giang có sông Tiền và sông Hậu vốn đồng phiền chiếu cò bãi thẳng cánh những thảm lúa vàng như trái cành chân mây cần thơ bến Ninh Kiều tấp nập tay trắng lững lờ trong buổi chiều tây đô đồng thấp mười quả sen đua nở bóng lục bình trôi nổi giữa dòng kinh những hàng dừa cao thẳng mái nhà tranh màu sắc đậm đà linh động của bức tranh quê. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.